Người đàn ông mặc vest đen này không hề tỏ ra sợ hãi trước hàng chục tên xã hội đen đang bao vây lấy mình. Trong mắt anh đây, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ chưa bỏ sữa. Anh hết tát rồi đấm tưng tê một, mặc cho chúng có vũ khí đi chăng nữa cũng không thể động đến một cọng lông nách nào. Rất nhanh đám côn đồ đã bị giải quyết gọn lẹ, nhưng không ngờ lại bị một đám người khác đến bao vây bắn súng điện vào người cơ mà phải tận mấy phát mới hạ gục được. Đây rõ ràng không phải là con người, bởi vì sức mạnh này quá biến thái, khó có ai mà lý giải được. Nó chẳng khác gì mấy tay nam chính trong phim bom tấn Hollywood. Sở dĩ người đàn ông kia có sức mạnh như vậy là do gấu trúc biến thành. Truyền thuyết kể rằng gấu trúc chỉ cần ăn đủ tỏi và ngải cứu khô thì sẽ biến thành hình người. Hai anh em đầu gấu và đầu đất chính là như vậy. Sau khi hóa thành hình người thì đầu đất được một cặp vợ chồng trẻ phát hiện trong một hang động rồi mang về nhà nuôi, đặt tên là Quang Nam. 25 năm sau, đầu đất trở thành một thanh niên vạm vỡ, tuy khuôn mặt hơi già so với tuổi nhưng được cái sức mạnh thì vẫn được thừa hưởng từ gấu. Đến bữa cơm tối, Quang Nam chỉ đợi đến khi ba nuôi cầm đũa là lao vào cuộc chiến ẩm thực ngay tức khắc. Đang ngon lành, đột nhiên anh bật ngửa lăn ra đất. Thì ra là do thói quen ngủ đông của loài gấu ảnh hưởng, và chỉ cần đến mùa là Quang Nam ngủ không lối thoát, khiến mẹ cậu phải tạt nước liên tục để bỏ thói quen này. Anh ta ám ảnh đến nỗi bây giờ chỉ cần nghe tiếng mở nước là tự động bật dậy. Lúc trước Quang Nam đã từng làm cảnh sát và chỉ cần anh ngửi sơ qua là biết được nồng độ cồn của tài xế đạt bao nhiêu mà không cần đến dụng cụ, nhưng bởi tính hay ngủ nên mới bị sa thải. Để không uổng phí tài năng thiên bẩm nên bạn thân của đầu đất là Mao Bông đã để cậu trước cửa hàng tiện lợi, rồi nhờ khứu giác cùng thính giác nhạy bén mà phát hiện mấy khứa mua rượu và thuốc lá có phải là trẻ vị thành niên hay không. Đang lúc Quang Nam làm việc như thường lệ thì đột nhiên cứng đờ, đồ ăn đưa vào miệng cũng ói ra nốt. Thì ra người vào cửa hàng lần này chính là Nara, một cô bạn thân từ thuở nhỏ, bây giờ đang làm cảnh sát vừa được điều về gần đây làm việc. Cô gái này tính cách mạnh mẽ không khác gì đàn ông, khi uống rượu vào thì đến đầu đất còn phải sợ chứ đừng nói là người bình thường. Nara nổi tiếng bá đạo đến mức sếp cũ cũng bị cô đấm rồi tống đi nốt. Khi mới đến đây thì không ngờ nhiệm vụ khẩn cấp đầu tiên lại là phá tổ ong. Đồng nghiệp cô cảnh sát vụng về làm kinh động tổ ong khiến chúng bay tán loạn nên mọi người nhanh chóng chạy trốn. Trong lúc đó đầu đất đang đi dạo với mẹ cách đó 8 cây số cũng nghe được tiếng kêu cứu của Mao Bông nên anh lập tức chạy đến với tốc độ bàn thờ đến nỗi tạo ra được gió lốc xung quanh. Vừa tới chỗ tổ ong thì đầu đất đã lấy nó xuống một cách nhẹ nhàng. Trên đường quay về, Mao Bông cùng Quang Nam gặp phải một chiếc xe chật bánh không lên được. Đầu đất chỉ dùng một tay nâng nhẹ thì mọi chuyện đã được giải quyết. Chưa hết, rau của người dân bị lợn rừng phá hoại nhưng cảnh sát cũng không thể giải quyết chúng ngoài cách khuyên họ xây hàng rào. Tối đó đầu đất tìm bọn lợn rừng để giảng đạo bảo chúng không được gây họa nữa và tất cả đều nghe răm rắp. Còn phía đầu gấu cũng chính là anh của đầu đất, đang lúc biến thành hình người thì bị ông Lee lên núi săn bắn vô tình gặp được. Đám chó săn của ông ta vừa thấy đầu gấu thì đã sụi lơ trên đất không dám đứng dậy. Ông ta nhận ra sự đặc biệt của đầu gấu nên đã đưa anh về và không ngừng huấn luyện đến khi máu đổ để trở thành vũ khí lợi hại nhất của mình. Phía này có hai băng nhóm chuẩn bị giao dịch ma túy và ông Lee muốn cũng tất cả nên giao cho đầu gấu phụ trách việc lấy hàng lẫn tiền về. Đúng như dự tính, hai băng nhóm xảy ra xích mích và đầu gấu đợi sẵn từ trước, một mình anh lao vào cuộc chiến với con dao gỗ mà bố nuôi cho. Anh một đường xông thẳng không sợ bố con thằng nào mà quăng hết người này đến đâm người khác, cho dù bị thương cũng không hề có cảm giác gì. Sau một hồi tàn sát thì thằng nào cũng ngán con quỷ trước mặt nên hồn nhau bỏ chạy, đầu gấu thành công cầm hàng lẫn tiền quay về. Vụ án này khá lớn nên đã kinh động đến đội cảnh sát, bọn họ nhanh chóng phát hiện được khuôn mặt của đầu gấu thông qua camera giám sát và bắt đầu in hình cho tìm kiếm khắp nơi. Trong lúc đó, Mao Bông đang năn nỉ đầu đất giúp mình đánh bạc kiếm lại số tiền vừa mất, nếu không mẹ của Mao Bông sẽ đánh cậu ra bã. Lúc đầu Quang Nam không chịu nhưng vì bạn mình quá mức chai lì nên cuối cùng cả hai cũng phải vào sòng bạc. Nhưng vấn đề bây giờ là cả hai đều không có đồng nào thì làm sao mà đánh bạc. Thế là Mao Bông đưa đầu đất đến giúp một người đàn ông chọn xúc sắc trong chén. Nhờ thính giác siêu phàm nên đoán đâu chúng đó nên người đàn ông thành công ôm một đống tiền rồi chia cho hai người một chút tiền hoa hồng. Đến lượt đầu đất vào chơi. Đang tập trung vào nghe xem xúc sắc nằm ở đâu thì đột nhiên anh ngửi thấy một mùi rất quen thuộc, đúng vậy là mùi của cảnh sát. Cảnh sát ập vào bắt từng người, Mao Bông thành công trốn thoát bỏ mặc cho bạn thân mình bị bắt. Lúc này cảnh sát cũng nhận được lệnh truy nã có hình của đầu gấu nhưng khuôn mặt lại giống y hệt em trai mình nên cảnh sát nghĩ mình đã bắt được nghi phạm rồi lập tức thẩm vấn. Rất nhanh hồ sơ của đầu đất được đưa đến cho cảnh sát trưởng. Anh ta không phải là người mà bọn họ muốn bắt vì đầu đất đã từng là cảnh sát hiện tại 25 tuổi và đang thất nghiệp. Nghe đến 25 tuổi thì ai cũng khó mà tin khi nhìn vào khuôn mặt đó. Cảnh sát lại phát hiện ra manh mối mới rằng ông Lee không chỉ hài lòng kinh doanh ma túy mà còn tạo ra virus rồi phân tán khắp nơi hòng bán vaccine để kiếm lời. Cảnh sát trưởng định dùng đầu đất như một vũ khí bí mật bởi vì khuôn mặt anh giống hệt con trai ông Lee, nhờ đó anh có thể trà trộn và lấy chứng cứ để buộc tội hắn. Chỉ cần phục hồi chức vụ cho đầu đất thì sẽ hành động hợp pháp. Đầu đất ngồi trong phòng thẩm vấn nhớ lại 3 năm trước khi mình biết tin từ ba nuôi rằng anh chỉ sống đến 25 tuổi bởi vì đó là tuổi thọ của gấu trúc khiến anh rất buồn mà không muốn làm gì cả. Sau đó nam chính cũng xin nghỉ việc để sống chung với ba mẹ trong khoảng thời gian cuối cùng.
Ba mẹ của đầu đất cũng ân hận vì khiến con trai buồn bã bỏ đi công việc ao ước. Họ hy vọng anh có thể quay lại làm việc như trước. Vì vậy khi cảnh sát trưởng tìm đến đầu đất đề nghị anh khôi phục chức vụ thì ngay lập tức đồng ý mà không chút do dự. Nam chính cũng không cần biết mình sẽ nhận nhiệm vụ gì. Cảnh sát trưởng cũng ngớ người tức giận nói chưa biết mình làm gì mà đã nhận lời rồi. Ít ra cũng phải để người ta thoại mấy câu chứ. Tin tức này cũng được cảnh sát đưa về nhà đầu đất khiến cho ba mẹ anh rất vui. Đầu đất được đưa đến một căn cứ bí mật để huấn luyện đặc biệt nhưng khiến mọi người thất vọng. Anh ta hết ăn rồi ngủ còn hơn cả con lợn không một chút tác dụng, chỉ mới 3 ngày mà đã ngốn hết một đống tiền mà không nhận ra được lợi ích gì. Nữ cảnh sát bắt buộc phải vào cuộc hướng dẫn anh làm cách nào để có thể biến thành đầu gấu một cách hoàn hảo nhất. Một đống tài liệu được đưa đến trước mặt và buộc anh phải thuộc chúng trong vòng 2 ngày. Rất nhanh đầu đất đã khiến cho cảnh sát thật sự không biết nói gì vì ngay đến tên giả mà anh cũng chẳng nhớ. Đầu đất trách cảnh sát trưởng tại sao không nói nhiệm vụ lại phải ghi nhớ nhiều như vậy, biết thế thì đã không nhận khiến ông tức ói máu. Tôi không biết đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh nói là nhiệm vụ gì cũng nhận mà. Thì ra chưa ai giải thích cho anh nhiệm vụ cụ thể là gì mà đã đưa đến đây bắt đọc tài liệu rồi. Mèo bông rốt cuộc cũng bị lôi vào nhằm giúp đỡ đầu đất thực hiện nhiệm vụ. Khi đến căn cứ mèo bông lại khiến cảnh sát trưởng nổi máu điên, khi chưa kịp nghe gì thì đã lập tức nhận nhiệm vụ ngắt lời ông. Suýt chút nữa là ngủ cổ tỏi rồi. Mèo bông nhanh chóng gặp lại đầu đất và phép màu xảy ra chỉ trong chốc lát. Khi cảnh sát tiếp tục hỏi thông tin thì đầu đất trả lời một cách rành mạch và thì ra mèo bông đã ghi chúng lên ngón tay rồi nhờ vào thị lực siêu phàm của người đầu đất vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Cùng lúc này ông Lee lại giao nhiệm vụ mới cho đầu gấu. Lúc trước vì muốn tìm hiểu tại sao đầu gấu lại có mặt trên đời thì ông vô tình phát hiện ra trạm nghiên cứu của cha nuôi đầu đất, từ đó biết được vaccine có thể kiếm được nhiều tiền nên mới có phi vụ hiện tại. Ông Lee lo lắng rằng cha nuôi của đầu đất có thể sẽ phát minh ra được vaccine và sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông ta nên giao cho đầu gấu đi giải quyết. Khi anh tìm đến nơi thì hai người lại nhận nhầm là đầu đất nên hỏi han chăm sóc tận tình cho anh. Người chưa bao giờ được tận hưởng sự ấm áp từ gia đình như đầu gấu khiến anh cảm thấy không biết nói gì. Anh không muốn phá hoại thứ tình cảm này nên quyết định từ bỏ nhiệm vụ rồi rời đi. Đầu đất tiếp tục lao đầu vào huấn luyện từ võ công cho đến cách đi đứng ăn mặc đều có người dạy hết, nhưng kết quả lại chẳng ăn nhầm vào đâu. Đầu gấu thì ngầu lòi còn bọn họ thì lại huấn luyện đầu đất thành ra như thằng ngáo. Thời gian huấn luyện của đầu đất không còn nhiều nữa bởi vì cảnh sát đã phát hiện ra tung tích của đầu gấu và anh đang phải đối mặt với sự trả thù của đám giang hồ. Tại một căn hầm để xe, đầu gấu bắt đầu hạ từng tên một, không có một đứa nào có thể chạm vào người anh cho dù có cầm vũ khí đi chăng nữa. Anh liên tiếp đập từ tên này đến tên khác một cách vô tình, sau đó giật lấy một con dao từ bọn chúng rồi bắt đầu đâm chém. Một tên rồi lại một tên ngã xuống cho đến khi anh kết thúc mạng sống của kẻ cầm đầu. Đột nhiên cảnh sát xuất hiện bắn súng điện vào người đầu gấu, nhưng không ngờ một phát chỉ khiến anh hơi tê người mà thôi. Thêm một phát được bắn ra, vẫn không ăn thua. Sau đó, phát súng liên cho đến khi anh xuống. Đầu gấu đến bệnh viện sơ cấp, cảnh sát mở súng lầm test thử anh vừa bắn thì sàn. Ngày không nói tuổi, đầu gấu hiện sẽ phải nằm viện 6 tuần nên của cảnh sát tiến hành. Nara bắt đầu huấn luyện thêm cho đầu gấu chuẩn bị cho chiến sắp tới. Lúc Lee đang muốn rút sang nội quốc và nhiệm vụ của đầu đất và làm đầu gấu, ông lấy được viên rồi bắt được đi cùng đồng bọn. Đầu đất khoác vest thì không khác đầu gấu có phong thái của một chùm xã hội khiến ai cũng mọi người hành động và hoàn toàn nằm trong giám sát của cảnh sát. Trên xe của ông tấn thì đầu đất xuất hiện. Đột nhiên cảnh sát trưởng nhận được tin gấu đã trốn thoát bệnh viện và báo cấp trên một nhiệm vụ đầu đất sẽ bị hiện mục mà bọn tội phạm tới sẽ là cấp trên không cho dừng lại mà tiếp tục tiến hành phải bắt cho ông Lee. Ta rốt cuộc đã tới và tiến vào hoạt động của bắt. Bọn đang định hành thì với kinh nghiệm bên chùm thì lập tức phát hiện ra điểm đáng nghi, quay người rời đi. Bắt cùng đầu đất chóng đuổi theo sau, nhưng người ấy lại là một cách bắt tuân thủ luật giao thông, mặc cho đang tội phạm thì cũng dừng đèn đỏ thoát giới hạn tốc độ cho phép. Điều này khiến cho Nara ngồi bên cạnh tức điên đòi rời tai. Mưa bông dùng máy bay người lái tìm tung tích của ông Lee, nhưng do nó khỏi phạm vi được nên dần mất hiệu. Có người hâm mộ qua livestream chờ anh đổi theo buổi phát trực tiếp cũng được gửi cho tát cùng Nara, chọn họ thành công theo ông Lee đến cảng. Chỉ một tiếng nữa tàu tới và họ phải nhanh chóng bắt được tội phạm. Đầu đất nhận giác nhạy bé xảy ra mùi hôi của mèo bông, chóng chạy Nara. Mèo bông liều phát trực tiếp việc chỉ để được tăng, mà lúc này đầu giả đang làm đầu đấu tiến vào bên thành công tiếp ông Lee. Lúc đầu chùm không phát hiện, nhưng khi thuộc báo thì đầu gấu rụt cổ e sợ, nó đã ám ảnh từ cuộc tập luyện từ nhỏ mà lại không hề phản ứng. Ông Lee tức phát hiện ra gì đó không dù khuôn mặt giống cơ mà phải như đây không con nuôi ta nên lập ra lệnh đàn em trừ khử cái tính đi. Mặc dù đầu đất khỏi đấm đá sức gấu thì không mà nhỏ được, anh bị đấm một rõ đau cơ tất nhiên là không dễ. Tiếp tục thứ hai cũng gì rồi lại tát cho một tên đó lập tức
tỉnh. Ai cũng xanh động lùi lại, phải đánh nhau mới ăn nên một tiếp tục lao vào đầu đất, gần cua tay thì đã gờ rực lên một tiếng không thì gấu. Lần này là nhóm sông đột nhiên ra tiếng đèn khiến trong xưởng tối thui, với ngũ quan nhạy bén của đầu đất thì không khác gì lúc đèn sáng, và chỉ trong chốc lát thì cả đám xã hội đen đã bị xử đẹp, nhưng ông Ly lại không thấy đâu nữa. Đầu đất nhanh chóng đuổi theo cơ mà không ngờ bên cạnh ông ta đầu gấu đã quay lại, cảnh sát lúc này cũng đã bao vây từ phía mà lão trùm lại không hề tỏ ra sợ hãi, cũng bởi vì ông ta nắm giữ kiếp nổ quả bom có chứa virus, sau đó đưa nó cho đầu gấu rồi cầm theo kiếp nổ rời đi. Đầu đất lúc này tiến lên do kèo vì sợ quả bom sẽ phát nổ, nhưng anh không phải là đối thủ của đầu gấu, một người đã kinh qua nhiều trận chiến. Tuy có sức ngang nhau nhưng kỹ thuật lại không bằng. Đầu gấu cầm dao gỗ liên tục đâm đầu đất cơ mà vì sợ bom phát nổ nên cảnh sát không ai dám lại gần. Cả hai đang đánh nhau thì đột nhiên ba mẹ nuôi của đầu đất xuất hiện nhờ livestream của Mèo Bông mà tìm đến được đây. Người cha thấy tình hình nguy hiểm liền gọi cái tên Quang Búc, đó chính là cái tên lúc anh còn là gấu được ông đặt cho. Đầu gấu giữ người nên đã bị đầu đất chớp cơ hội quật ngã, tuy nhiên quả bom trong vali đã bị ông Ly kích hoạt, nếu không xử lý thì virus sẽ lan tràn tạo ra một thảm họa. Hiện tại chỉ còn cách ném nó vào sâu dưới đáy biển, rồi nhờ áp lực nước thì virus có mạnh đến đâu thì cũng không thể lan tỏa. Lúc mọi người đang tìm biện pháp thì đầu đất đã cầm chiếc vali từ lúc nào tiến gần bờ biển. Anh nói lời cảm ơn tới bố mẹ cùng mọi người rồi nhảy xuống biển, bởi vì anh biết tuổi thọ của mình đã đến và thật tốt nếu trước khi chết có thể giúp đời. Vừa lúc nhảy xuống biển thì bất ngờ đầu đất lại thấy anh trai mình đầu gấu cướp lấy vali xong đẩy anh lên trên bờ. Sau đó anh ta chìm sâu xuống đáy biển cùng với chiếc vali. Cuối cùng ông Ly cũng đã bị bắt tại cảng ở Trung Quốc. Đầu đất quay về làm tiếp công việc cảnh sát của mình. Hóa ra năm xưa đầu đất nghe cuộc điện thoại của bố chưa hết đã chạy đi, và thật ra ông nói 25 tuổi không phải là tuổi thọ mà là đến tuổi động dục của gấu. Nó tương ứng với 3-4 năm tuổi thật, và ông muốn có con dâu cùng cháu sớm mà. Thôi, đầu gấu cũng bất ngờ không chết rồi cùng sống chung với mọi người. Trên rừng lúc này con heo rừng cũng ăn tỏi và cây mùi thành công hóa thành hình người. Nó muốn kiếm đầu đất tính sổ vì đã chịu nhục bấy lâu nay. Tình cảm ấm áp của gia đình khó mà diễn tả được, mặc dù chỉ là con nuôi hay thậm chí là con vật đi chăng nữa thì nó không thể nào đo đếm được. Hãy sống thật hạnh phúc và đừng nghĩ ngợi gì phức tạp cả.